Cùng đến với những thông tin chi tiết. Sau những ngày thời tiết hanh khô và rét nhẹ, thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bắt đầu từ ngày 22 tháng 11, thì một bộ phận không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ tràn xuống chi phối thời tiết ở miền Bắc. Chuyên gia dự báo toàn khu vực sẽ chuyển mưa rét, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại. Trong hai ngày đầu của đợt rét ngày 22 và ngày 23 tháng 11, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ có rét ẩm, nhiệt độ giảm đi kèm với mưa rông. Từ ngày 24 tháng 11, khu vực này chuyển sang trạng thái hanh khô. Theo các chuyên gia, không khí lạnh sắp tới được đánh giá sẽ gây ra đợt rét nhất kể từ đầu mùa và kéo dài trong nhiều ngày ở miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống ngưỡng 13 đến 15 độ C, cao nhất không vượt quá 22 độ. Trạng thái rét buốt sẽ duy trì cả ngày lẫn đêm. Riêng tại vùng núi có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất từ 8 đến 12 độ, khu vực núi cao dưới 7 độ, ở ngưỡng rét đậm và rét hại. Và đáng lưu ý là các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn Lạng Sơn, Đồng Văn, Hà Giang và Phan Xipang, Lào Cai có thể xuất hiện đợt băng giá. Do đó người dân cần có những phương án phòng chống rét và đặc biệt là đối với người già cũng như là trẻ nhỏ. Mời quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay 20 tháng 11, ngày lễ để tri ân các thầy cô giáo. Thay mặt những người làm chương trình, xin được chúc các quý thầy cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng tri thức cho những mầm non tương lai của đất nước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các hoạt động trong ngành nhà giáo Việt Nam có thể cũng sẽ bị gián đoạn hơn so với mọi năm, mặc dù thời tiết trên cả ba miền trong hôm nay thì đều tương đối tạnh giáo. Nơi có thời tiết đẹp nhất trong hôm nay là khu vực miền Bắc. Sáng sớm có một chút sương mù, nhưng chỉ từ 8 giờ trở đi thì sương tan nhanh, nắng lên và nhiệt độ trưa chiều từ 26 đến 29 độ, khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Ngày nắng thế nhưng về chiều tối nhiệt lại giảm nhanh, chỉ còn từ 19 đến 21 độ tại khu vực Trung Du Đồng Bằng và từ 15 cho đến 18 độ đối với vùng núi phía Bắc. Quý vị nên chú ý trang phục để đảm bảo sức khỏe. Mưa tại Trung Bộ cũng đã giảm nhanh từ hôm qua, kéo nền nhiệt độ tại khu vực trong hôm nay cũng gia tăng trở lại, ở ngưỡng là từ 28 cho đến 31 độ và có nơi trên 32 độ. Nắng nhiều, tạnh giáo, khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh và sản xuất nông nghiệp của người dân. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày thứ 7 cuối tuần, trời cũng có nắng với nhiệt độ trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Do vẫn còn hoạt động của rãnh thấp xích đạo nên mưa vẫn có thể xuất hiện rải rác tại Nam Bộ, tuy nhiên lượng thì đã giảm hơn so với những ngày trước đó. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, hôm nay thịnh hành gió đông đông bắc ở mức cấp 4, cấp 5, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Còn đối với khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió khoảng cấp 4, cấp 5. Mưa dông trên khu vực này có xu hướng giảm, thế nhưng vẫn xuất hiện rải rác và tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông vẫn có thể xảy ra gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 20 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.